Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dharma trên Bao Thoát. Có ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ, ở Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, từ Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyện Thông, con cung kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và xin chào tất cả chư vị Phật tử kính mến. Hôm nay ngày thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 2020 Phật lịch 2576, môn học là Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Đề tài hôm nay là Trung Bộ Kinh do Hòa Thượng Minh Châu dịch ra Việt, Tỳ Kheo Giác Đẳng. Bài kinh số là 078-080 tổ tiểu bộ kinh Khổ Quẩn. Để mở đầu chương trình, chúng ta trang nghiêm đảnh lễ Tam Bảo của con. Chúng con xin kính thưa thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời sư phụ. Kính đảnh lễ sư phụ Thiện Siêu, để Đức Pháp Tính kính chào đại chúng, xin phép được điện quyết cho thượng tọa Minh Hạnh. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh Túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp cho Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quy đức Phật bảo, nguyện cầu quy đức Pháp bảo, nguyện cầu quy đức Tăng bảo, xin tâm hảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong chư thiên đã vân tập sinh tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh. Dạ, con xin điền huyết cái đại đức cho sư Nguyên Thông ạ. Cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tuệ tri ta từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha. Dạ, con thành kính đảnh lễ ngài tuệ siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, hôm nay thứ hai là con cho con 30 giây. Dạ. Hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2020 Phật lịch 2564, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, bài 14 tiểu kinh Khổ Quẩn Chu Lát Đút Khát Khăn Đá Xuất Tá, phân đoạn 79 đến 82, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng đã được ngài Tuệ Siêu giảng giải. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính đảnh lễ chư tôn thầy siêu, đảnh lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý phật tử. Thưa vị, đau khổ là một đề tài lớn của kiếp nhân sinh, nhưng mà đối với kinh điển của Phật pháp thì đau khổ không đơn thuần là một đề tài của tri thức, mà qua đó chúng ta còn quán chiếu sự đau khổ ngay
ở trên cuộc sống của chính mình. Bài học ngày hôm nay đề cập đến một vị khoan thân dùng ra từ là Mahanama. Vị này đến gặp Đức Phật và bạch hỏi Đức Phật về trường hợp của bản thân. Dù vị này hiểu về đau khổ, về phiền não, nhưng mà vị này vẫn sống trong phiền não. Và Đức Phật đã có câu trả lời. Và bên cạnh đó, Ngài dạy về một điểm là mình bị khổ không hẳn là mình hiểu về đau khổ. Hiểu về đau khổ và bị khổ là hai chuyện khác nhau. Đồng thời Ngài cũng đề cập đến một câu chuyện, Ngài nói chuyện với các vị tu sĩ ngoại đạo của phái Ni Kiền Tử. Và qua đó, các vị Ni Kiền Tử này thực hành khổ hạnh và nghĩ rằng đó là một cách thoát khổ. Thì Đức Phật Ngài cho chúng ta những lời dạy rất là bất ngờ. Bây giờ mời quý vị Phật tử con hỷ đọc cho phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh sư tổ sư siêu giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Dạ, con không thấy sư Nguyên Thông cầm mic, dạ con xin điền khuyết tiếp à. Nếu sư Nguyên Thông có chức máy và có thể cầm mic được cho con một tín hiệu, con xin xuất mic à. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con không thấy tín hiệu của sư Nguyên Thông, con xin phép được điền khuyết. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kia tri ân sư Đại Đức Nguyễn, Đại Đức Tuệ Tri. Hôm nay thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 14, Kinh Tiểu Kinh Khổ Quẩn, Yuladutthak Khanda Sutta phân đoạn 079 đến 82. 14. Tiểu kinh khổ quẩn Chu Rát Đút Khát Khanh Đá Xuất Tá. Đây cũng là bài kinh mà Đức Thế Tôn dạy về khổ và cũng có phần so sánh với ngoại giáo về ý nghĩa này. So bài kinh trước thì bài này ngắn hơn nên có tên là Tiểu kinh khổ quẩn Chu Rát Đút Khanh Đá Xuất Tá. Thời ấy Đức Thế Tôn ở Kali Kabila Quách Thú, hoàng thân Mahana Mát đến đảnh lễ diện kiến và bạch rằng: mặc dù được nghe và hiểu tham sân si là uế nhiễm, nhưng nội tâm vẫn còn tham sân si. Đức Phật dạy sở dĩ Mahana Ma tuy hiểu tham sân si là uế trược, nhưng tâm vẫn còn ba thứ phiền não ấy, vì vẫn còn hưởng thụ dục lạc của đời sống gia đình. Rồi Ngài tiếp tục giảng về ý nghĩa tại sao gọi các dục vui ít khổ nhiều, nguy hiểm nhiều hơn. Đức Thế Tôn cũng đề cập đến một quan điểm cực đoan ngược lại: tự làm khổ bản thân với ý nghĩ diệt dục và thoát khổ. Đức Phật kể lại cuộc đối thoại giữa Ngài và các tu sĩ Niganta, Ni Kiền Tử mà ngày nay gọi là đạo Chenin. Con đường diệt khổ trong Phật pháp là con đường trung đạo. 079. Khổ thì biết khổ, mê thì biết mê. Một hoàng gia sống trong nhung lụa, tuy hiểu về phiền não nhưng không vượt khỏi cương tỏ của phiền não. Tuy vậy, trước đấng đại giác, vị này trải lòng một cách thành thật, kinh văn. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn sống giữa dòng họ Sát Cá, Tích Ca, trong thành Kali, Kabila Quách Thú, Ca Tỳ La Duệ, tại vườn Nitrotha, Ni Câu Lục Nguyên. Lúc ấy có người Sát Cá tên Mahanama đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến xong, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên,
Mahanama dòng họ Sakya, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi con đã hiểu như thế này. Dạ con xin đọc lại. Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi con đã hiểu như thế này là lời dạy Thế Tôn. Tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, si là cấu uế của tâm. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu như thế này lời dạy Thế Tôn. Tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, si là cấu uế của tâm. Tuy vậy, đôi lúc tham pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các sân pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các si pháp chiếm cứ tâm con và an trú. Bạch Thế Tôn, con tự suy nghĩ, pháp nào tự trong ta không đoạn trừ được. Do vậy, các tham pháp xâm nhập tâm ta và an trú, các sân pháp xâm nhập tâm ta và an trú, các si pháp xâm nhập tâm ta và an trú. Những điểm cần nhớ. Mahanama là hoàng thân của dòng họ Thích Ca, anh em chú bác với Đức Phật. Vì này là anh ruột của tôn giả Anuruddha A Nậu Đà La. Theo sớ giải Samatthapa Sādhika thì Mahanama là một thánh cư sĩ Tư Đà Hàm Nhất Lai. Đức Phật đã dạy gì về dục lạc là vui ít khổ nhiều, nguy hại nhiều hơn. Appasadakama Bahudukha Bahubaya Sa Adiwavo Atthapijyoti 080. Đối với dục lạc phải nhìn toàn diện kinh văn. Này Mahanama, có một pháp trong ông chưa được đoạn trừ, do vậy các tham pháp xâm nhập tâm ông và an trú, các sân pháp xâm nhập tâm ông và an trú, các si pháp thâm nhập tâm ông và an trú. Và này Mahanama, pháp ấy trong ông có thể đoạn trừ được nếu ông không sống trong gia đình, nếu ông không thụ hưởng các dục vọng. Và này Mahanama, vì pháp ấy trong ông chưa được đoạn trừ nên ông sống trong gia đình và thụ hưởng các dục vọng. Các dục vọng vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Này Mahanama, nếu một vị thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ, nhưng nếu vị này chưa chứng được hỷ lạc do vi dục, ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào khác cao thượng hơn, như vậy vị ấy chưa khỏi bị các dục chi phối. Này Mahanama, khi nào vị thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ, các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn, và vị này chứng được đặc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào cao thượng hơn, như vậy vị ấy không bị các dục chi phối. Này Mahanama, thuở xưa khi ta còn là Bồ Tát chưa chứng được Bồ Đề, chưa thành chánh đẳng giác, ta khéo thấy với như thật chánh trí tuệ, các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Dầu ta có thấy với như thật chánh trí tuệ như vậy, nhưng ta chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào khác cao thượng hơn. Và như vậy ta biết rằng ta chưa khỏi bị các dục chi phối. Và này Mahanama, khi nào ta khéo thấy với như thật chánh trí tuệ, các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn, và ta chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào khác cao thượng hơn, như vậy ta khỏi bị các dục chi phối. Và này Mahanama, thế nào là vị ngọt các dục? Này Mahanama, có năm pháp tăng trưởng các dục này. Các pháp do mắt nhận thức khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục
hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức vân vân, các hương do mũi nhận thức vân vân, các vị do lưỡi nhận thức vân vân. Các xúc do thân nhận thức khả ái, khả lạc, khả hỷ tương ưng với dục hấp dẫn. Này Mahānāma, có năm pháp tăng trưởng các dục như vậy. Này Mahānāma, y cứ vào năm pháp tăng trưởng các dục này, có lạc và hỷ khởi lên, như vậy là vị ngọt các dục. Và này Mahānāma, thế nào là sự nguy hiểm các dục? Ở đây, này Mahānāma, có thiện năm tự nuôi sống với nghề nghiệp như đếm ngón tay, như tính toán, như ước toán, như làm ruộng, như buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, như làm công cho vua, như làm một nghề nào khác. Người ấy phải chống đỡ lạnh, phải chống đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng, mặt trời, các loài bò sát bị chết đói, chết khát. Này Mahānāma, như vậy là sự nguy hiểm các dục. Thiết thực hiện tại thuộc khổ quẩn, lấy dục làm thân, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, và nguồn gốc của dục là nguyên nhân của dục. Này Mahānāma, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, nhưng các tài sản ấy không được đến tay mình, vị ấy than vãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê man, bất tỉnh. Ôi, sự khổ nỗ lực của ta thật là vô ích, sự tinh cần của ta thật không kết quả. Này Mahānāma, như vậy là sự nguy hiểm các dục vân vân như trên là nguyên nhân của dục. Này Mahānāma, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, và các tài sản ấy được đến tay mình, thì vì phải hộ trì các tài sản ấy, vì ấy cảm thọ sự đau khổ ưu tư. Làm sao các vua chúa khỏi cướp đoạt chúng? Làm sao trộm cướp khỏi cướp đoạt chúng? Làm sao lửa khỏi đốt cháy, nước khỏi cuốn trôi, hai các kẻ thừa tự không xứng đáng khỏi cướp đoạt chúng? Dầu vị ấy hộ trì như vậy, giữ gìn như vậy, vua chúa vẫn cướp đoạt các tài sản ấy, trộm cướp vẫn cướp đoạt, lửa vẫn đốt cháy, nước vẫn cuốn trôi, hai các kẻ thừa tự không xứng đáng vẫn cướp đoạt chúng. Vị ấy than vãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê man, bất tỉnh. Cái đã thuộc của ta nay không còn có nữa. Này Mahānāma, như vậy là sự nguy hiểm các dục vân vân như trên và nguyên nhân của dục. Lại nữa, này Mahānāma, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân. Vua tranh đoạt với vua, sát đế lỵ tranh đoạt với sát đế lỵ, bà la môn tranh đoạt với bà la môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh tranh đoạt với chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dấn mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, họ công phá nhau bằng tay, họ công phá nhau bằng đá, họ công phá nhau bằng gậy, họ công phá nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này Mahānāma, như vậy là sự nguy hiểm các dục vân vân như trên là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này Mahānāma, do dục làm nhân vân vân, do chính dục làm nhân. Họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng chém nhau, kiếm được vung chém nhau, họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng dao. Dạ, con xin đọc lại câu này. Họ quăng đâm nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này Mahānāma, như vậy là sự nguy hiểm các vân vân như trên là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này Mahānāma, do dục làm nhân vân vân, do dục
Do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ công phá thành quách với trét vôi hồ và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Ở đây họ bằng họ đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ đổ nước phân sôi, họ đẹp nhau bằng đá, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến đau khổ gần như tử vong. Này Maha Nama, như vậy là sự nguy hiểm các dục vân vân như trên là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này Maha Nama, do dục làm nhân vân vân, do chính dục làm nhân, họ đột nhập nhà cửa, họ cướp giật đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ đi đến vợ người các vua chúa. Khi bắt được một người như vậy liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tay, họ cắt mũi, họ xẻo tay cắt mũi, họ dùng hình phạt vạt dầu, họ dùng hình phạt bôi đôi hình, xẻo đỉnh đầu thành hình con sò. Họ dùng hình phạt la hầu, khẩu hình, vân vân, hỏa mang hình, lấy lửa đốt thành vòng hoa, vân vân, chúc thủ hình, đốt tai, vân vân, khu hành hình, lấy rơm bệnh tai rồi siết chặt, vân vân, bì y hình, lấy vỏ cây làm áo, vân vân, linh dương hình, hình phạt con dây núi, vân vân, cốc hình, lấy móc vào thịt, vân vân, tiền hình, cắt thịt thành hình đồng tiền, vân vân, khối cấp hình, vân vân, chuyển hình, vân vân, cao đạp đài, vân vân. Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này Maha Nama, như vậy là sự nguy hiểm của dục vân vân như trên là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này Maha Nama, do dục làm nhân, do chính dục làm nhân, họ sống làm các hạnh về thân, làm các hạnh về lời nói, làm các hạnh về ý. Do họ sống làm các hạnh về thân, làm các hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý, khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Này Maha Nama, như vậy là sự nguy hiểm các dục đưa đến đau khổ tương lai là khổ uẩn, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính dục làm nhân. Những điểm cần nhớ: những hệ lụy do ham muốn dục là tạo nên, như trong bài kinh trước. A. Phải làm lụng cực khổ vì mưu cầu dục lạc. B. Mưu cầu như không như ý, sanh đau khổ. C. Có được mà giữ được lại là một gánh nặng khác. D. Danh lợi là nguyên nhân của tranh chấp nên cũng là một nguy hiểm của dục. E. Dục tham dẫn đến chiến tranh. F. Dục tham dẫn đến tội ác và trả giá bằng sự trừng phạt của luật pháp. G. Dục tham khiến chúng sanh tạo ác nghiệp để rồi từ đó dẫn đến tái sanh vào khổ cảnh. 082. Bị khổ khai tự chuốc khổ không có nghĩa là vì thế liễu tri khổ. Hưởng thụ dục lạc khai lợi dưỡng là một cực đoan, vì khổ hạnh hành sát cũng là một cực đoan. Đức Phật đã kể lại cuộc đối thoại giữa Ngài và các du sĩ ngoại đạo Niganta tại sườn núi Isigiri trên Kalasila Thạch Nhầm. Những tu sĩ này đưa ra ba luận điểm về vui khổ. A. Hành sát là các trả nợ nhanh chóng. Những gì đã vay trong quá khứ, nếu xưa kia có làm ác nghiệp, hãy làm cho nghiệp ấy tiêu mòn bằng khổ hạnh khốc liệt này. B. Do không tạo nghiệp mới nên không có khổ trong tương lai. C. Khổ đau được tận diệt do không tạo nghiệp, nghiệp được diệt trừ, khổ được trừ do khổ được diệt trừ,
cảm thọ được diệt trừ, do cảm thọ được diệt trừ, tất cả đau khổ sẽ tiêu mòn. Kinh văn này Maha Na Má, một thời ta ở Rajagaha vương xá trên núi Di Chí Há Cù Tạ linh thú. Lúc bấy giờ rất nhiều ni danh tha ni truyền tử tại sườn núi Y Sĩ Ghi Lý trên Kala Sila Hạt Nham đứng thẳng người không chịu ngồi và cảm giác những cảm thọ thống thiết khổ đau khốc liệt bén nhạy. Này Maha Na Má, rồi ta vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đi đến sườn núi Y Sĩ Ghi Lá tại Kala Sila chỗ các ni danh thá ấy ở. Khi đến nơi ta nói với các ni thá ấy: chư hiền, tại sao các ngươi lại đứng thẳng người không chịu ngồi xuống và cảm giác những cảm thọ thống thiết khổ đau khốc liệt bén nhạy như vậy? Này Maha Na Má, này Maha Na Má, được nói vậy các ni danh thá ấy trả lời ta như sau: này hiền giả, ni danh thá Na Tá Bút Tá là bậc toàn tri toàn kiến, tự xưng là có tri kiến toàn diện như sau: dầu ta có đi, có đứng, có ngủ và có thức, tri kiến luôn luôn được tồn tại liên tục ở nơi ta. Vị ấy nói như sau: này các ni danh thá, nếu xưa kia có người, nếu xưa kia ngươi có làm ác nghiệp hay làm cho nghiệp ấy tiêu mòn bằng khổ hạnh khốc liệt này, sự không làm ác nghiệp trong tương lai chính do sự hộ trì về thân, hộ trì về lời nói, hộ trì về ý nghĩ, ý ngay trong hiện tại, ở tại nơi đây. Như vậy, chính nhờ sự thiêu đốt, sự chấm dứt các nghiệp quá khứ, sự không làm các nghiệp mới, mà không có sự tiếp tục trong tương lai. Do sự không tiếp tục trong tương lai, các nghiệp được diệt trừ, do nghiệp được diệt trừ, khổ được diệt trừ. Do khổ được diệt trừ, cảm thọ được diệt trừ, do cảm thọ được diệt trừ, tất cả khổ đau sẽ được tiêu mòn. Và vì chúng tôi chấp nhận điều ấy, và chúng tôi khâm nhận điều ấy, nên chúng tôi được khoan hỷ. Này Maha Na Má, khi được nói vậy, ta nói với các ni danh thá ấy như sau: chư hiền ni danh thá, các ngươi có biết chăng, trong quá khứ các ngươi có mặt hay các ngươi không có mặt? Thưa hiền giả, chúng tôi không biết. Chư hiền ni danh thá, các ngươi có biết chăng, trong quá khứ các ngươi không làm ác nghiệp hay có làm ác nghiệp? Thưa hiền giả, chúng tôi không biết. Chư hiền ni danh thá, các ngươi có biết chăng, các ngươi không làm các nghiệp như thế này hay như thế kia? Thưa hiền giả, chúng tôi không biết. Chư hiền ni danh thá, các ngươi có biết chăng, mức độ đau khổ như thế này đã trừ diệt, mức độ đau khổ như thế này cần phải trừ diệt, hay khi mức độ đau khổ như thế này được trừ diệt, thời tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt? Thưa hiền giả, chúng tôi không biết. Chư hiền ni danh thá, các ngươi có biết chăng, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp? Thưa hiền giả, chúng tôi không biết. Chư hiền, theo các ngươi nói, ni danh thá, các ngươi không biết trong quá khứ các ngươi có mặt hay các ngươi không có mặt? Các ngươi không biết trong quá khứ các ngươi không làm các ác nghiệp hay có làm các ác nghiệp? Các ngươi không biết các ngươi không làm ác nghiệp như này hay như thế kia? Các ngươi không biết mức độ đau khổ như thế này đã được trừ diệt, mức độ đau khổ như thế này cần phải trừ diệt? Mức độ đau khổ như thế này đã được trừ diệt, hai thời tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt? Các ngươi không biết sự đoạn trừ hay ngay trong hiện tại các bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp? Chư hiền ni danh thá, sự kiện là như vậy thì những kẻ săn bắn ở đời với bàn tay đẫm máu làm các nghiệp hung dữ được tái sanh trong loài người, những hạng ấy có xuất gia trong hàng ngũ ni danh thá các ngươi không?
Nên cẩn thận, tin ở nghiệp báo không hẳn đã sống đúng với lý nhân quả. Nghiệp là một định lý phức tạp, nhiều người tin nhưng ít người hiểu rõ. Đức Phật đã hỏi các tu sĩ Niganha và các câu trả lời là thí dụ điển hình về hình về điểm đó. Không thể không tạo nghiệp với chủ trương không làm gì hết. Cuộc sống là một dòng chảy của những yếu tố duyên khởi. Sự tạo tác không đơn giản nằm ở ý muốn làm hay không làm. Phải hiểu ý chí chỉ là một mắt xích chứ không phải là tất cả. Con đường giới định tuệ không phải để trả hết quả nghiệp. Chúng sanh không hiểu hết nguồn máy phức tạp của nghiệp báo và cũng không bao giờ có thể trả hết những nghiệp đã tạo. Con đường tu tập mà Đức Phật dạy, phương cách giải ngộ, vượt thoát sanh tử, không tiếp tục lẫn quẩn trong vòng xoay của nghiệp quả phiền não. Ba pháp chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng có liên quan tới sự tạo nghiệp, nhưng chánh yếu vẫn là tạo nên một lối sống hiền thiện thuận hợp cho sự tu tập nội tại. 82. Một ý niệm về hạnh phúc thật sự trong đời sống hàng ngày. Hạnh phúc trong khái niệm gần gũi nhất là sự khả năng duy trì sự an tịnh, không phiền não một cách bền bỉ còn bị động, tức là chưa đưa hạnh phúc kinh văn. Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau khổ. Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành tựu nhờ hạnh phúc thì vua Magadha Seniya Bin Visara Tăng Bà Tà La có thể đạt được bà vua Magadha Seniya Bin Visara sống hạnh phúc hơn tôn giả Gotama. Lời nói này thật sự đã được các tôn giả Niganha nói lên một cách hấp tấp, không có suy nghĩ. Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau khổ. Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành tựu nhờ hạnh phúc, thời vua Magadha Seniya Bin Visara có thể đạt được hạnh phúc, và vua Magadha Bin Visara sống hạnh phúc hơn tôn giả Gotama. Và chúng ta ở đây cần phải được hỏi như sau: giữa các tôn giả ai sống hạnh phúc hơn, vua Magadha Seniya Bin Visara tôn giả hay tôn giả Gotama? Hiền giả Gotama, lời nói này thật sự đã được chúng tôi nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư. Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh phúc. Thời vua Magadha Seniya Bin Visara có thể đạt được hạnh phúc, và vua Magadha Seniya Bin Visara sống hạnh phúc hơn tôn giả Gotama. Hãy để yên sự việc như vậy. Nay chúng tôi hỏi tôn giả Gotama, giữa quý vị tôn giả ai sống hạnh phúc hơn, vua Magadha Seniya Bin Visara hay tôn giả Gotama? Chư hiền Niganha, nay ta sẽ hỏi các ngươi một câu cũng vấn đề này. Nếu các ngươi vui lòng hãy trả lời câu hỏi ấy. Chư hiền Niganha, các ngươi nghĩ như thế nào? Vua Magadha Seniya Bin Visara có thể không di động thân thể, không nói lên một tiếng, không cảm giác thuần tí lạc thọ luôn 7 ngày 7 đêm có được không? Này hiền giả, không thể được. Chư hiền anh thá, các ngươi nghĩ như thế nào? Vua Magadha Seniya Bin Visara có thể không di động thân thể, không nói lên một tiếng, sống cảm giác thuần tí lạc thọ luôn 6 ngày 6 đêm, luôn 1 năm ngày 5 đêm,
luôn 4 ngày 4 đêm, luôn 3 ngày 3 đêm, luôn 2 ngày 2 đêm, luôn 1 ngày 1 đêm. Này hiền giả, không thể được. Chư hiền ni ganh hạ, ta có thể không di động thân thể, không nói lên một lời, không cảm giác thuần tí, lạc thọ luôn trong 1 ngày 1 đêm. Chư hiền ni ganh hạ, ta có thể sống không di động thân thể, không nói lên một lời, sống cảm giác thuần túy, lạc thọ luôn trong 2 ngày 2 đêm, luôn trong 3 ngày 3 đêm, luôn trong 4 ngày 4 đêm, luôn trong 5 ngày 5 đêm, luôn trong 6 ngày 6 đêm, luôn trong 7 ngày 7 đêm. Chư hiền ni ganh hạ, các ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện này như vậy, ai sống hạnh phúc hơn? Vua Magatha Seni Yabin Isara hai ta. Sự kiện là như vậy, tôn giả Gotama sống hạnh phúc hơn vua Magathe Sina Seniyabim Bisara. Thế tôn thuyết giảng như vậy. Mahanama thuộc dòng họ Sát Khá, hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Tịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào chư Tôn Đức Phật, kính chào tất cả quý Tôn Đức quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh mới, tựa kinh Khổ Uẩn. Bài kinh này mặc dù gọi là tiểu kinh, nhưng mà bài kinh này cũng không phải là bài kinh ngắn hơn Đại Kinh Khổ Uẩn. Hơn nữa là trong cái Đại Kinh Khổ Uẩn ở bố cục rõ ràng làm 3 đoạn. Khi nói đến sự liễu tri các dục, liễu tri các sắc và sự liễu tri các cảm thọ, liễu tri các dục thì phải biết rõ về vị ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly đối với các dục. Còn liễu tri sắc tướng thì phải biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly sắc tướng. Liễu tri cảm thọ cũng vậy, phải biết cái vị ngọt, sự nguy hiểm của cảm thọ và sự xuất ly. Như vậy thì cái bài Đại Kinh Khổ Uẩn, ở bài đó chúng ta nắm rất dễ. Còn riêng về cái bài Tiểu Kinh Khổ Uẩn này, trong đó thì bố cục có ba phần. Thứ nhất, cái phần thứ nhất là nói về ông hoàng Mahanama trình bày với Đức Phật về
cái sự khổ do phiền não tham sân si thỉnh thoảng nó vẫn bị nó vẫn chi phối cho ông ta, mặc dù là một vị thánh cư sĩ Tư Đà Hàm, nhưng mà ông ta vẫn không thể không bị chinh phục bởi tham dục, sân hận. Và si mê. Thì Đức Phật Ngài đã trả lời cho ông ta biết một pháp mà ông ta chưa có làm được, cho nên vẫn còn bị tham sân si chi phối. Và Đức Phật Ngài đã nói lên các dục là phú ích khổ nhiều, khích lệ sắc tấn cho ông Hoàng Mahanama. Trong cái bố cục thứ hai là Đức Phật Ngài thuật lại cái câu chuyện đối thoại giữa Ngài và các du sĩ đi gần tháng. Khi mà các du sĩ đi gần tháng chủ trương khổ hạnh để diệt trừ những cái nghiệp ở quá khứ, và không tạo nghiệp mới cho tương lai, thì khi đó Đức Thế Tôn Ngài đã chất vấn các du sĩ, và các du sĩ này đều trả lời là không biết, không có. Họ đưa lên ba quan điểm mà chút xíu chúng tôi sẽ trình bày. Và cái bố cục sau cùng của cái bài kinh này là các chư sĩ Đức Gần Thá đặt một cái vấn đề với Đức Phật, hỏi Đức Phật về cái sự hạnh phúc giữa các vị vua Pasadi Bimbisara và Ngài Sambo Gautama, ai hạnh phúc hơn ai? Và Đức Phật Ngài đã hỏi các tu sĩ đó vấn đề có liên quan đến cái việc thiền định. Để cho các tu sĩ đó nhận thức cái hạnh phúc không phải ở chỗ là con người có uy quyền và có tài sản, mà là ở chỗ cái tâm của người đã an tịnh. Thì trước khi tôi ngài thuyết giảng như vậy thì các du sĩ đi gần tháng thì ông Hoàng Mahanama đã quan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Thì như vậy bài tiểu kinh khổ quẩn, cái sự bố cục này chúng ta phải nói riêng từng phần.
Trước hết là nói đến cái việc Mận Hoàng Mahanama trình bày với Đức Phật là mặc dù con được nghe pháp và hiểu tham sân si là quấy nhiễm, nhưng mà nội tâm của con vẫn còn tham sân si, không biết là do một pháp nào mà con chưa được đoạn trừ nên vẫn còn bị tham sân si chi phối. Thì Đức Phật Ngài dạy sẽ chỉ ông Hoàng Mahanama tuy hiểu tham sân si là quế trường, nhưng mà tâm vẫn còn ba thứ phiền não ấy, vì ông ta vẫn còn sống đời sống tại gia và hưởng thụ các dục lạc. Ở đây thưa quý vị, một điều mà chúng ta cần phải biết rằng cái đời sống xuất gia có thể giúp cho một người giảm thiểu được tham sân si với điều kiện là người ấy, cái vị xuất gia đó phải ly dục ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền định thì mới có thể giảm thiểu được tham sân si. Và chỉ có đời xuất gia mới có thể có đủ điều kiện để ly dục ly bất thiện pháp, bởi vì vị xuất gia không có thụ hưởng dục lạc. Còn người tại gia cư sĩ thì mặc dù biết tham sân si là quấy nhiễm, nhưng mà đời sống của người tại gia cư sĩ vẫn còn làm các nghề nghiệp, vẫn còn hưởng thụ các dục lạc, vẫn còn sống phóng dật và không có điều kiện để tu tập thiền định, để ly dục ly bất thiện pháp. Cho nên đời sống của người tại gia cư sĩ vẫn đau khổ, vẫn còn tham sân si. Nhưng mà nói đến đây thì chúng tôi cũng muốn nhắc đến một đoạn kinh Kamaphogi, là những người hưởng dục, đó là những người cư sĩ, mà ở trong Tăng Chi Phục Kinh Đức Phật Ngài dạy
có 10 hạng người cư sĩ trong đó. Ba hạng cư sĩ đầu tiên những người hưởng dục kama phu vi, họ sống tà mạn, thu hoạch tài sản một cách phi pháp, họ không biết tự nuôi dưỡng chính mình, họ không biết nuôi dưỡng cha mẹ, họ không biết làm các công đức phước báo. Cho nên hạng người đó là hạng người đáng trách nhất. Nhưng cũng có hạng người cư sĩ mặc dù họ tầm cầu tài sản một cách phi pháp, nhưng mà họ biết tự nuôi dưỡng chính mình, không làm phiền đến ai. Tuy nhiên họ vẫn không biết san sẻ và không biết tạo các công đức phước báo. Hạng người thứ ba là có người cư sĩ họ tầm cầu thu hoạch tài sản một cách phi pháp, họ cũng biết tự nuôi dưỡng chính mình, biết san sẻ, biết nuôi dưỡng cha mẹ, nhưng mà họ không làm các công đức phước báo. Còn về ba hạng người kế tiếp cũng tương tự như vậy, nhưng mà đó là những hạng người tầm cầu tài sản một cách đúng pháp, không có thủ đoạn, nhưng mà khi được tài sản thì họ lại không biết tự nuôi dưỡng chính mình, không biết san sẻ, không biết làm các công đức phước báo. Còn hạng người kế tiếp là tầm cầu tài sản hợp pháp, biết nuôi dưỡng chính mình mặc dù họ không biết san sẻ và không biết làm các công đức phước báo. Lại nữa, có người cư sĩ tầm cầu tài sản hợp pháp, biết tự nuôi dưỡng chính mình, biết san sẻ nuôi dưỡng cha mẹ và quý thuộc, nhưng mà họ không làm các công đức phước báo. Lại nữa, có hạng người cư sĩ tầm cầu tài sản vừa hợp pháp mà vừa phi pháp, không, họ không biết nuôi dưỡng chính mình, không biết san sẻ, không biết làm các công đức phước báo. Có hạng cư sĩ vừa tầm cầu tài sản một cách hợp pháp, cách phi pháp, biết nuôi dưỡng chính mình nhưng mà không có san sẻ và không làm các công đức phước báo. Và có cái hạng cư sĩ vừa tầm cầu tài sản một cách hợp pháp, cách phi pháp, biết nuôi dưỡng chính mình, biết san sẻ nhưng mà không biết làm các công đức phước báo. Thì chính hạng người đó là có hạng người đáng trách, có hạng người này thù thắng hơn hạng người kia ở một khía cạnh. Nhưng mà ở đây có cái hạng thứ 10 Đức Phật Ngài hoàn toàn tán thán, đó là hạng người cư sĩ tầm cầu tài sản một cách hợp pháp, biết nuôi dưỡng chính mình, biết san sẻ với bà con quý thuộc, bạn bè thân hữu và nuôi dưỡng cha mẹ, biết làm các công đức phước báo và
người đó lại có trí tuệ thấy được, hiểu được cái vị ngọt của các dục, sự nguy hiểm các dục và sự xuất ly của các dục, thì hạng người cư sĩ đó là Đức Phật ngài hoàn toàn tán thán. Thì như vậy ở đây đó, trước nhất là Đức Phật ngài trả lời cho ông Hoàng Ma Nam Bá vì sao mà ông ta mặc dù biết tham sân si là quý vị, nhưng mà ông ta vẫn còn bị tham sân si chi phối, là bởi vì ông ta còn sống đời sống người tại gia cư sĩ và hưởng dục. Cho nên trong trường hợp đó chúng ta có hai lối đi. Một là khi thấy đời sống của người tại gia cư sĩ nó bị bẩn chật, bị ràng buộc, thì chúng ta chọn cái đời sống xuất gia để tu tập thiền định, giảm thiểu tâm sân si. Hai là nếu như chúng ta không có điều kiện để xuất gia thì chúng ta hãy sống theo cái hạnh cư sĩ thứ 10 mà Đức Phật ngài dạy ở trong Tăng Chiều Kinh mà chúng tôi vừa trình bày, là chúng ta luôn luôn giữ đúng lề, sống tầm phụ tài sản cách hợp, biết nuôi dưỡng chính bản thân mình, nuôi dưỡng quyến thuộc, biết làm các công đức phước báo, và quan trọng nhất là cần phải biết rõ về sự nguy hiểm, vị ngọt và sự nguy hiểm của các dục, để rồi xuất ly các dục. Ở trong bài kinh tiểu hiệp, tiểu kinh khổ quẩn, ở đây Đức Phật ngài cũng có nhắc đến các dục, đó là vui ít, khổ nhiều, nguy hại là nhiều hơn. Apasada kama bahu dukkha bahu payasa adi nabo ittha phayoti. Và Đức Phật ngài nhắc lại, ở đây chúng tôi gọi là nhắc lại, nhưng mà gọi là nhắc lại là bởi vì chúng ta mới vừa học cái bài kinh Đại Kinh Khổ Quẩn ngày hôm qua, hôm kia, cho nên bây giờ chúng ta gọi là nhắc lại. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài thuyết cho ông Hoàng Ma Nam Bá nghe về bị ngộ của các dục, sự nguy hiểm của các dục. Thì như vậy được gọi là một người đã liễu tri được các dục. Mà khi sống đời sống, mặc dù sống đời sống người tại gia cư sĩ, nhưng mà chúng ta biết cái sự nguy hiểm của các dục, cho nên không có tham đắm trong các dục, không có chạy theo các dục quá nhiều. Và khi mà biết được sự xuất ly của các dục thì lúc đó người cư sĩ này mới chọn cái hướng là tu tập thiền định.
để ly tham đối với các dục. Thì như vậy đời sống của người cư sĩ đó ít có sự khổ đau, ít có bị chi phối bởi tham sân si. Nhưng mà khó lắm thưa quý vị, bởi vì môi trường của người tại gia cư sĩ không phải dễ dàng để thực hành những cái đời sống phòng hạnh. Chính vì điểm đó mà chúng ta nhớ lại cái sự kiện xuất gia của tôn giả Rathapala. Tôn giả Rathapala khi còn là cư sĩ, sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì Rathapala đã suy nghĩ. Theo như ta biết, pháp của Đức Thế Tôn thuyết thì đời sống của người tại gia cư sĩ thật khó thực hành phẩm hạnh viên mãn trong sáng như là vỏ ốc xà cừ được mài dũa. Vậy ta hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và Rathapala đã trở về nhà xin cha mẹ cho xuất gia, nhưng cha mẹ không cho phép, bởi vì ngài là con một trong một gia đình giàu có, tài sản không ai thừa kế. Nhưng mà tôn giả Rathapala, ngài đã quyết tâm thì ngài làm đủ mọi cách để cuối cùng thì cha mẹ cho phép. Và sau đó ngài đã xuất gia, được xuất gia dưới sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn, và ngài đã chứng quả là. Và cũng có rất nhiều những thị nam tử có một ý nghĩ như vậy, nhận thức như vậy, cho nên có cái đời sống xuất gia. Mặc dù người cư sĩ tại gia là một vị thánh cư sĩ tu được quần hay tu đà hàm, nhưng nếu còn đời sống người tại gia thì vẫn bị chi phối. Chỉ có người tại gia cư sĩ là bậc A-na-hàm đó, thì vị đó đã hoàn toàn đoạn tận dục ái và sân, đã hoàn toàn đoạn tuyệt, dứt tuyệt năm hạ phần kiết xứ. Cho nên vị A-na-hàm thì mới không có bị chi phối bởi dục sân hận. Tuy nhiên là một đời sống của người tại gia cư sĩ thì ngài vẫn còn có một cái sự vướng bận, chứ không phải là không có. Đọc qua đến cái những cái đoạn kinh như thế này, chúng ta càng thấm thía với cái đời sống phạm hạnh mà Đức Thế Tôn ngài đã vạch ra cái con đường để chúng ta đi vào đời sống phạm hạnh. Và chúng ta càng rõ ràng hơn nữa là cái đời sống của người tại gia cư sĩ trăm muôn ngàn việc, trăm công ngàn việc nó làm chi phối tinh thần, khiến cho phiền não ít nhiều vẫn có,
Đó là câu trả lời của Đức Phật. Trong Hoằng Mahanama, về cái cảnh ngộ của ông ta đã thành thật trình bày với Đức Phật. Đến cái đoạn thứ hai đó, thưa quý vị, Đức Phật Ngài thuật lại lúc mà Ngài ở tại thành Ratchaka trên núi Vishakuta linh thú. Lúc đó có nhiều du sĩ đi gần thá trú ở tại cái sườn núi Isigli để thực hành khổ hạnh. Họ đứng thẳng, người không chịu ngồi, thậm chí có người chỉ đứng một chân, thậm chí có người đứng giơ hai tay, giở hai tay đưa lên trên không. Thì thưa quý vị, cực kỳ đau đớn khi mà thân không cử động như thế. Và Đức Thế Tôn Ngài đã đi đến vào buổi chiều, và thấy họ trong cái tình cảnh như vậy, Ngài hỏi, thì họ đã nói rằng Nataputta, vị đạo sư của họ, là người toàn tri toàn kiến, đã đưa ra ba cái luận điểm về vui khổ. Một là giáo chủ của họ dạy đệ tử hành sát là cách để đoạn tận nghiệp ở trong quá khứ đã làm, xem như là cách trả nợ nhanh chóng những gì đã vay trong quá khứ. Nếu xưa kia có làm các ác nghiệp, phải làm cho ác nghiệp phải tiêu mòn bằng cái khổ hạnh khốc liệt này. Thứ hai là vì giáo chủ của họ dạy họ là không tạo nghiệp mới nên sẽ không có khổ trong tương lai. Và thứ ba là họ chủ trương rằng khổ đau được tận diệt do không tạo nghiệp. Hãy nghiệp được diệt trừ thì khổ được diệt trừ. Do khổ được diệt trừ thì cảm thọ được diệt trừ. Do cảm thọ được diệt trừ thì tất cả khổ đau sẽ được tiêu mòn. Và chủ trương như vậy. Thì lúc đó Đức Phật Ngài nghe nói như vậy, Ngài mới hỏi họ: các ngươi có biết rõ ở trong quá khứ các ngươi có mặt hay không có mặt? Họ nói là chúng tôi không biết. Đức Phật hỏi: các ngươi có biết ở trong quá khứ các ngươi có làm ác nghiệp hay là không làm ác nghiệp? Thì họ nói rằng họ cũng không biết. Ngài hỏi rằng: các ngươi có biết các ngươi không làm ác nghiệp như thế này hay như thế kia chăng? Họ cũng trả lời rằng họ không biết. Rồi Đức Phật hỏi rằng: các ngươi có biết là mức độ đau khổ như thế này đã được trừ diệt, mức độ đau khổ như thế này cần phải trừ diệt hay không? Thì họ trả lời là họ không biết, cái gì họ cũng không biết. Họ không biết nhưng mà họ lại chủ trương
là khổ hạnh để đoạn trừ ác nghiệp đã làm ở trong quá khứ. Đó là cái sự mâu thuẫn của họ. Và Đức Phật Ngài đã chỉ trích các ngươi không biết cái trong quá khứ các ngươi có mặt hay không có mặt, vân vân. Vậy mà các ngươi là tin rằng là khổ hạnh sẽ đoạn trừ được ác nghiệp ở quá khứ. Như vậy chúng ta phải hiểu rằng là vấn đề mà nghiệp báo đừng nghĩ rằng là không làm gì hết để không có tạo nghiệp. Khi mà một người còn phàm phu, cái phiền não còn thì chính do cái phiền não đó nó chi phối họ hành động bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, tức là đã có tạo nghiệp. Chứ đâu có phải nghĩ rằng không làm gì hết, ngồi yên như vậy tức là dẹp trừ được cái nghiệp, đoạn tuyệt được cái nghiệp, không tạo nghiệp mới mà cũng dẹp trừ được cái nghiệp cũ ở quá khứ. Không phải như vậy. Ngay cả khi mà Đức Thế Tôn thuyết pháp, Ngài dạy về con đường giới định tuệ, tu tập để chấm dứt sanh tử luân hồi, thì con đường giới định tuệ nó không phải để trả hết nghiệp. Nghiệp mà đã tạo trong quá khứ thì vô vàng, mình không biết rõ là bao nhiêu, tạo ác nghiệp như thế nào với chừng ấy chúng ta không biết, thì làm sao mình có thể gọi là trả nghiệp được. Có những người họ đến, họ trình bày về cái sự khổ của họ, họ đến chúng tôi, họ trình bày về sự khổ của họ trong cuộc sống, bị con bị cháu hành hạ, môi móc tiền bạc hay là làm khổ. Họ nói rằng họ vẫn vui vẻ, vẫn cam chịu, họ nghĩ rằng họ nguyện rằng họ trả hết cái nghiệp rồi họ mới giải thoát. Nhưng mà thưa quý vị, làm sao trả hết được? Không thể trả hết nghiệp được. Cái việc mà chúng ta tu tập về giới định tuệ đó, tu tập theo cái đường lối của Đức Phật, Hòa Thượng Giác Chánh Ngài có một lần Ngài trả lời cho người khác, người ta hỏi Ngài lúc đó Ngài còn trẻ, hỏi sư tu để làm gì, Ngài nói tu để trốn nợ. Họ thắc mắc tại sao có cái trường hợp tu để trốn nợ. Thì Hòa Thượng Giác Chánh mới giải thích cho họ nghe rằng nghiệp khổ ở quá khứ đã tạo
có nghiệp thiện, có nghiệp ác. Bây giờ nghiệp đó nó theo đuổi, nó tạo nên cái sự khổ đau trong cuộc sống, không thể nào mà trả hết cái nghiệp đó rồi mới thành Phật được, mới giải thoát được. Cho nên tu là để đoạn trừ tham sân si, để chấm dứt sanh tử luân hồi liền. Hãy khi hết tham sân si là chấm dứt sanh tử luân hồi. Mà khi mà sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đã làm gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác, thì như vậy nghiệp đó trở thành ahusikamma, là vô hiện nghiệp. Giống như là tướng cướp Angulimala, vì do vô minh chi phối, chạy theo dục vọng ngay trong hiện tại, trở thành một tên cướp sát nhân, giết người 999 người, 99 mạng người. Nhưng mà cuối cùng rồi, khi gặp Đức Phật, vì đó giác ngộ và xuất gia được chứng A-la-hán. Thì Đức Phật đã dạy rằng lẽ ra thì ngươi phải chịu khổ quả do cái hành động sát nhân đó rất lâu ở trong đời sống địa ngục, trong cuộc cõi địa ngục. Nhưng mà hiện tại việc nên làm đã làm, cho nên gánh nặng đã đặt xuống, là ngày mới dứt trừ cái nghiệp đó. Nghiệp không có theo trổ quả nữa, nó trở thành vô hiện nghiệp đó, hồ sơ cầm mắt. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta đưa lưng cho người ta đánh, người ta đánh càng nhiều thì mình sẽ càng dứt trừ về được cái nghiệp, không phải được. Không phải là chúng ta khổ hạnh ép sát nhiều chừng nào là cái nghiệp của chúng ta đã tạo trong quá khứ đã được dứt trừ, không phải được. Chúng ta phải trốn, phải tìm cách bỏ chạy bằng cách là chúng ta tạo những cái thiện pháp khác, chúng ta tu tập. Cái đường lối để đoạn trừ tham sân si, hay nói cách khác là chúng ta đoạn trừ được phiền não. Mà khi vô minh đã được đoạn trừ thì hành không có, nghiệp tức là hành. Hãy phiền não luân hồi được đoạn tận, vô minh diệt thì hành diệt. Một cái hành diệt thì quả luân hồi, tức là thức danh sắc lục nhập xúc thọ, nó tiêu diệt. Cũng như ái thủ là phẩm, ái thủ được đoạn tận thì hữu là nghiệp hữu, không có nữa. Bởi vì nghiệp hữu được tạo bởi do duyên thủ, thủ do duyên ái. Cho nên ở trong cái pháp duyên sinh đó, thì chính phiền não nó duyên cho nghiệp, nó khiến cho tạo nghiệp, rồi nghiệp đó mới sanh ra quả. Hiểu được cái đạo lý này thì chúng ta mới thấy ở đây Đức Phật dạy chúng ta sở dĩ mà tu tập mà phải ly dục ly bất thiện pháp là chúng ta muốn chấm dứt, muốn không tạo nghiệp nữa, thì chúng ta phải dứt được cái phiền não luân hồi, dứt được cái phiền não. Và khi mà dứt được phiền não đó thì mới không tạo nghiệp, không tạo nghiệp thì mới không có quả của nghiệp trong tương lai. Thì đó là cách mà chúng ta hiểu ở cái bố cục thứ hai trong bài kinh. Và nói về cái bố cục thứ ba
Ở trong bài kinh này, tức là ở đây, khi mà luận về cái sự hạnh phúc ở trong cuộc sống, cái hạnh phúc trong cuộc sống đó nếu như còn bị động bởi phiền não đó, thì chưa phải là hạnh phúc. Cái quan niệm hạnh phúc của thượng tình thì họ cho rằng có nhiều quyền lực, ở địa vị cao sang, có tài sản nhiều, như vậy là hạnh phúc. Nhưng mà vì thượng tình họ không có hiểu được cái hạnh phúc mà còn bị phiền não chi phối, còn làm cho dao động, thì cái đó là chưa phải là hạnh phúc. Chúng ta thấy có nhiều người tiền bạc họ không thiếu, tài sản họ không thiếu, họ có tiền họ muốn mua cái gì cũng được, nhưng mà vì cái đời sống nội tâm của họ nó còn bị tham chi phối, sân chi phối, si mê chi phối, cho nên họ sống trong cái sự đau khổ. Chứ đừng nghĩ rằng người giàu là họ mỉm cười, người giàu cũng biết khóc. Cho nên khi mà các du sĩ ngoại đạo mà hỏi Đức Phật giữa các vị là tôn giả Gotama và vua Bibisara, ai hạnh phúc hơn? Đức Phật này chỉ hỏi các Nigantha rằng các ngươi nghĩ như thế nào, vua Makatha Seniya Bimbisara có thể sống với cảm giác thuần túy lạc thọ, không bị dao động trong suốt 7 ngày 7 đêm được không? Thì họ nói là không thể được. Đức Phật lại hỏi, vậy thì vua có thể sống với cảm giác thuần túy lạc thọ luôn 7 ngày, luôn 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày được không? Các tu sĩ mới nói rằng cũng không được. Khi đó Đức Phật lại mới hỏi rằng, Ngài mới nói rằng, còn ta thì có thể bất động sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn trong 1 ngày 1 2 ngày 3 ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày 7 ngày. Này chư hiền, như vậy thì các ngươi nghĩ sao? Vua Sara hay ta, ai hạnh phúc hơn ai? Thì lúc bây giờ các thiên gia thá trả lời Đức Phật rằng sự kiện là như vậy, chính tôn giả Gotama mới hạnh phúc hơn đức vua Bimbisara.
Qua cái sự kiện này chúng ta thấy cái chân hạnh phúc không phải là ở chỗ vật chất ở bên ngoài hay là cái hình thức ở bên ngoài, mà vì cái đau khổ nó tự tự tâm mà ra, tự tâm phiền não mà ra. Thì như vậy muốn có hạnh phúc thì nội tâm phải dẹp bỏ phiền não, sống không phiền não mới thật sự là hạnh phúc. Chúng ta cứ nhớ như vậy. Cho nên chúng ta đau khổ là do tự nội tâm bị phiền não. Bây giờ chúng ta muốn được hạnh phúc, chúng ta lấy cái vật chất ở bên ngoài, tiền tài, danh vọng, để chúng ta dẹp bỏ cái sự đau khổ của nội tâm, thì cái trường hợp này không thể có, không thoát được. Cho nên chúng ta sống tĩnh lặng, sống tự tại, sống vô phiền thì là hạnh phúc. Trong cái đoạn kệ thứ 10 của bài kinh Mangalasutta, Asokang Vinchang Khemang Etamang Kalamutamang, không sầu, không quý gì, tự tại là hạnh phúc cao thượng. Thì ở đây thưa quý vị, Asokan Vinichang Khemang, ba cái từ đó đều ám chỉ cho cái trạng thái giải thoát và niết bàn cả. Ở trong bài kệ nó đúng ra còn thêm một cái câu đầu nữa là Phutthasalokathambe Chittang Yasanakamati, tức là khi xúc chạm pháp đời, khen chê vui khổ đã mất vinh nhục, tâm không bị dao động. Nhưng mà cái đó là cái pháp hành xả. Còn chúng tôi muốn trích dẫn ở đây là sơ tăng khi quên rằng khi măng đó, thì cái đó mới thật sự là hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải hiểu ở trong cái bố cục thứ ba của bài kinh đó, là mặc dù cuộc sống này nó có sự khổ đau, nhưng mà cái sự khổ đau đó nó xuất phát từ nơi nội tâm phiền não. Bây giờ muốn dẹp trừ những cái phiền não đó, muốn dẹp trừ cái sự khổ đau đó là phải chấm dứt phiền não. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới thật sự là hạnh phúc thôi. Thì đó là nội dung của bài kinh hôm nay. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Và cũng như chúng tôi cũng như Thượng Tọa Giác Đẳng, trong những ngày này vì ở trong room thiếu giảng sư, do đó khi mà giảng bài thì chúng tôi và Thượng Tọa Giác Đẳng phải giảng dài để chỉ còn cái thời gian thảo luận ngắn thôi. Nếu đã có trục trặc cái gì thì xem như là cái bài học cũng khá đầy đủ. Chúng tôi xin dứt lời ở đây, kính chúc chư Tôn Đức được sự an vui, và kính chúc quý vị Phật tử chúng ta hoan hỷ ở trong việc học pháp. Và hôm nay rất là
hoa hỷ dù chỉ có một, nhưng mà có thượng, có đại đức pháp tính ở trong rừng không biết thượng tọa. Không biết đại đức đã về chưa và có thể tham dự thảo luận bài học ngày hôm nay không? Ồ, tốt quá. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa chắc đẳng trở lại điều học. Nam mô Bụt Thầy. Sa phúc kính trưng thượng tọa thư sư. Rất là quan hỷ thượng tọa hôm nay thấy sức khỏe tốt. Nhưng mà muốn hỏi thượng tọa tu rằng, thượng tọa có muốn nghỉ bây giờ không? Nếu thượng tọa thấy mệt thì sẽ muốn thượng tọa đi nghỉ. Sư đệ sẽ ở lại sư đệ lo cô và chư tăng, tại vì sư huynh đã giảng bài dài rồi. Còn nếu mà sư huynh mà cảm thấy rằng có thể trả lời thêm một câu rồi đi nghỉ cũng tốt, còn không thì dạ, như vậy là thỉnh sư huynh đi nghỉ, sư đệ và chư tăng sẽ lo phần còn lại. Bây giờ thì xin thỉnh đại đức pháp tính Quan Hỷ trả lời cho câu đầu tiên. Dạ. Chúng ta trong cuộc sống thường nghĩ rằng mình vay nợ thì mình chấp nên chấp nhận trả nợ, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, và mình chấp nhận trả nợ có nghĩa là mình sẽ hết nợ. Nhưng mà đối với nghiệp ở đời quá khứ, mình chấp nhận trả hết nghiệp bằng cách chịu khổ thì mình có trả hết nghiệp không? Xin kính thỉnh đại đức pháp tính. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Tỳ Tri cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với ở đời đó, thì khi mà mình thiếu nợ thì mình sẽ trả. Ở ngoài đời người ta nói nợ mòn con lớn, mà thật sự là nợ mòn con lớn. Chúng tôi thật sự ra những cái điều này có những lúc chúng tôi không phải là muốn nói về một cái chuyện riêng tư, nhưng mà nhiều cái chuyện nó xảy ra thực tế, thí dụ như là quý vị biết rằng nợ mòn con lớn, chính gia đình của chúng tôi hoặc là gia đình của dì Nhật Quỳnh là coi như là hai gia đình là coi như là thiếu nợ, mà nợ khổng lồ, nợ đến nỗi mà có thể là nếu mà lúc đó chỉ ai mà ta gợi ý mà tí xíu thôi là chắc có lẽ là cả hai gia đình chắc là có lẽ phải tự tử, phải đi tự tử chứ sống không nổi. Nếu mà thật sự ra quý vị biết rằng hồi đó mà nhà chúng tôi nghĩ mà thiếu nợ đó, mà nghĩ bây giờ mình làm ra ngày nhiêu đó, mấy đồng gì mà nợ đó, nó quá nhiều, thì nếu mà ngồi mà suy nghĩ vậy là chỉ có nước đi tự tử thôi đó. Nhưng mà may mắn rằng là lúc đó do thiếu nợ mà nhà hết gạo, thành ra cứ là coi như là ráng chạy gạo ngày nào hay ngày đó như vậy đó, mà dần dần thì coi như là dần dần thì nợ đó cũng trả từ từ, cho đến nay thì cũng hết đó. Thì ở trong cái câu này đó, cái vế đầu tiên đó, thì thật sự ra nợ mòn con lớn, mình trả nợ từ từ đó, thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ hết thôi đó. Nó không hết bằng cách này, nó cũng sẽ hết bằng cái cách kia. Còn bây giờ đó, là chúng ta đi vào cái vấn đề chính là ở trong Phật học. Ở trong Phật học á, nếu mà nói về nghiệp á, mình có trả hết nghiệp hay không, thì kính thưa quý vị, chúng ta trả không hết nghiệp nổi. Đối với nghiệp á, chúng ta không có trả hết nổi. Có hồi nãy á, chúng tôi ngồi chúng tôi nghe ngài Tại Siêu giảng nói về ngày xưa hòa thượng Ân Sư đó, là hòa thượng coi như là tu để trốn nợ. Trốn nợ thì chỉ trốn một cái lúc nào thôi quý vị. Hoặc là trước kia đó chúng tôi cũng nói là
đi tu để chi, để giật nợ luôn, giật nợ luôn, chứ không có trả. Có nghĩa là mình trả nghiệp, mình trả chịu không nổi. Quý vị có nhớ rằng là một cái người thiếu nữ tiền thân của bà Manika đó, ở trong quá khứ đó, bà đã kể lại đó, quý vị thấy rằng là bà chỉ có làm thịt một cái con cừu thôi, một cái con cừu như vậy thôi, mà bà phải đầu thai, bà phải tái sanh, mà làm những cái chúng sanh mà bị người ta cắt cổ hoặc là bị người ta đập đầu, mà cái số lần mà tái sanh đó thì nó nhiều như cái số lông của con cừu đó. Quý vị nghĩ đi, bây giờ cái con số đếm thì chúng ta đếm được, còn bây giờ mà nói cái số lông của con cừu thì làm sao mà chúng ta đếm được hết cái số lông ở trên cái người của nó. Thành ra quý vị thấy rằng chỉ có một cái nghiệp sát sanh đó thôi mà mình trả còn không nổi nữa, thì quý vị thử nghĩ ở trong cái cuộc đời này đó, thì bây giờ đừng có nói về những cái đời quá, chỉ ở trong cái cuộc đời này thôi đó. Chúng ta thấy rằng chúng ta giết con này, chúng ta giết con kia, chúng ta liếc người này, chúng ta chửi người kia, chúng ta nói xấu người nọ, chúng ta bươi móc chỗ này chỗ kia, là quý vị thấy rằng nó đủ thứ rồi. Mà một cái nghiệp như vậy đó nó cho quả cho đến chúng ta đó là biết đến chừng nào, biết đến chừng nào, thì ở trong một đời sống này thôi làm sao mà mình trả hết được. Mà nếu mà nói về mà vô lượng kiếp, có nghĩa là những cái kiếp trước nữa thì không thể nào mà chúng ta trả hết được đó. Quý vị thấy rằng có những người chỉ trả một hai cái nghiệp thôi mà phải tái sanh làm con chó, rồi tái sanh làm con thằn lằn, tái sanh làm con rắn, rồi tái sanh làm con bò, hoặc là ở trong pháp cú kinh mà có người phụ nữ đó, quý vị thấy rằng tái sanh nhiều nhiều lần, làm con dồi cũng có, làm con gà mái cũng có, làm công chúa cũng có, mà làm người con gái cũng có, làm cái gì cũng có hết đó. Thành ra đó là quý vị thấy rằng là coi như là mình trả nghiệp mà mình trả ở trong một đời sống gần nhất mà chúng ta trả còn không hết nữa, thì huống chi ở trong cái dòng sanh tử luân hồi, ở vô thủy, ở từ những cái kiếp xa xưa chúng ta đã tạo nghiệp gì. Hoặc là quý vị thấy rằng Đức Phật nói là coi như là ở trong quá khứ của chúng ta, chúng ta đã từng làm vua, từng làm trộm, từng làm quan, từng làm thầy bói toán, từng làm thợ săn, vân vân, cái giống gì chúng ta cũng có làm hết rồi đó. Thì quý vị nghĩ đi, thì làm sao mà mình biết bao nhiêu nghiệp mà mình trả nó hết được. Thành ra đó, ở trong cái câu hỏi này đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là đối với nợ đời, đối với nợ đời, có nghĩa là nợ mà tiền bạc, nợ tình gì đó, tình nghĩa gì đó, thì mình trả thì có một lúc nào đó nó sẽ hết. Còn đối với nghiệp mà cho quả thì chúng ta trả không có bao giờ hết hết. Chỉ có là chúng ta tu tập làm sao mà chứng đắc được niết bàn, có nghĩa là không còn hiện hữu ở trên cái cuộc đời nữa, không còn cái thân danh sắc này, không còn cái thân vật chất này nữa, không còn cái tâm này nữa, nó bị vắng mặt cả thân và tâm này, thì lúc đó nó nghiệp đó nó cho quả đâu đó. Thì quý vị thấy rằng tại sao mà nghiệp mà nó cho quả được, tại vì chúng ta có cái tâm này nè. Chúng ta có cái tâm này nên chúng ta có lúc chúng ta vui, có lúc chúng ta buồn, có lúc chúng ta cảm thọ khổ, có lúc chúng ta cảm thọ lạc đó. Do có cái tâm này rồi, do có cái thân này, thành ra có lúc chúng ta bị đau răng, đau mắt, bị tai nạn, bị lửa đốt, bị đủ thứ chuyện hết. Thì bây giờ không có cái thân này, không có cái tâm này nữa, là có nghĩa là chúng ta đã chấm dứt được sanh tử rồi, có nghĩa là phiền não ngũ uẩn đều niết bàn hết. Thì nghiệp bây giờ nó muốn có cho quả thì nó cho ở đâu? Nó đâu có chỗ mà để mà nó không có chỗ để mà nó trổ quả. Vậy thì ở đây chúng ta dứt nghiệp chúng ta dứt luôn, dứt cái nghiệp này luôn, là có nghĩa là chúng ta tu tập làm sao mà chống đến niết bàn, nên chúng ta được ăn được nhập niết bàn, thì coi như là lúc đó là chúng ta đã hoàn toàn mà chúng ta không có bị nghiệp nó chi phối nữa.
Thì đây là cái câu hỏi và câu trả lời của chúng con xin được trả lời qua cái câu đầu tiên này. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sao thuộc cái trình đại đức Pháp Tính, thượng tọa Tế Quyền, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tế Quyền nghe được kính thỉnh thượng tọa có nghĩ trả lời cho cô thơ số 2. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Tế Quyền, thượng tọa có trước máy và có nghe được không? Có lẽ thượng tọa Tế Quyền không nghe được. Dạ thượng tọa Tế Quyền có, thượng tọa Tế Quyền có nghe được, nhưng mà thượng tọa Tế Quyền có. Dạ thưa tôi cũng đưa tay. Thưa tôi xin quyền, khi mà chúng ta nghe nói hệ mình tạo nghiệp đó, tức là mình còn khổ, và có nhiều người nói rằng mình như vậy mình tốt hơn hết là không tạo nghiệp thì sẽ không khổ, thì có thể nào mình ngồi yên không tạo nghiệp hay không, hay là dù cách nào đi nữa thì mình cũng tạo nghiệp? Xin nhất là đặc biệt trong phương diện thắng pháp Phi Thông, xin thưa tôi quan hệ giải thích về điểm này, thỉnh thưa tôi. Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Sang Thầy, dây chư thưa chúng nghe rõ, dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, kính giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến thượng tọa giác đẳng, thật tâm minh hạnh, Đức Phật tính thì Đức Từ Bi, Sư Nguyên Thông, Sư Tăng đang hiện diện, chào được những tôn giả cùng sư phụ tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Tại sao chúng ta không có cách nào mà chúng ta không tạo nghiệp dù ngồi yên một chỗ không? Hay là tại sao chúng ta không thể không tạo nghiệp dù chúng ta ngồi yên một chỗ? Thì trước nhất là nếu như là một vị thánh thì không tạo nghiệp, còn là những người phàm phu, ngoại trừ khi chúng ta ngủ chúng ta ngủ nhé, là cái lý thứ nhất khi chúng ta bị hôn mê. Hôn mê mà nó mang tính tức là do cái thuốc mê mà gây cho chúng ta như thế thì chúng ta ngủ. Hai, hoặc là chúng ta nhìn cái này đối với các vị thánh rồi, tức là nhập diệt thiền diệt thọ tưởng định á, thì cái đó không tạo nghiệp. Còn ngoài ra tất cả nếu như là không ngủ thì một chỗ cho chúng ta có nhập thiền thì cái đó cũng là thiện, cũng là đại thiện, cũng là tạo nghiệp. Thánh nhập thiền thì cho quả thiện, nghiệp bất thiện thì cho quả bất thiện. Thì dù cho là nhập thiền, chúng ta phải nhớ như vậy thì cũng là đang ở một trạng thái của nghiệp. Đây nói trên tinh thần của vị diệu tạng á, chứ còn chúng ta đừng có nghĩ rằng là coi như mình ăn hiền ở lành là mình không có tạo cái nghiệp gì ác, không phải vậy, mà chính nó là ý ác, có tham ác, sân ác, tà kiến ác, hay là ý đúng tức là tham ác, sân ác, tà kiến ác, đó chính là ý ác, nói chung là đã là nghiệp rồi. Chứ chúng dĩ nhiên chúng ta không có sát sanh, không có trộm cắp, không có gian dâm, không có nói dối, không có rượu hay lưỡi đâm thọc vân vân, nhưng thân và khẩu chúng ta không làm, nhưng ý chúng ta có. Thì dầu cho mà nếu như đó là ý thiện nghiệp thì phải cho quả thiện, mà ý ác nghiệp thì cho quả của ác nghiệp. Tại sao mà bị tứ quả không có tạo nghiệp hay là không có đời sau? Bởi vì nếu như tâm của vị đó là tâm thiện thì sẽ trổ quả thiện, thì trổ quả thiện ở trời hoặc là người, cõi vui hoặc là cõi, các cõi vui là trời hay người, vân vân. Mà các bậc thánh này, các ngài xài cái tâm tức là không thiện không ác, gọi là tâm tố hay là tâm duy tác hay là tâm vô ký. Cho nên vì vậy tâm đó là tâm không thiện không ác. Còn khi chúng ta ngủ, kính thưa quý vị, ngủ trạng thái hôn Phật, nó không có gây cái nghiệp. Bởi vì trên Đức Phật nói này, các thầy tỳ kheo, thà các ngươi ngủ còn hơn là các ngươi thức mà các ngươi tham ác, sân ác, tà kiến ác. Chính đây là lời Phật nói gì? Thà các ngươi ngủ, các thầy tỳ kheo, thà các ngươi ngủ còn đỡ hơn là ngồi đó mà không có an trú chánh niệm, không có an trú tu tập, thà là
ngủ còn hơn. Cái câu đó thì chúng ta phải nên hiểu bằng cách tức là ngủ như vậy thì các vị đó không tạo nghiệp. Còn dĩ nhiên ngủ mà bản tính mà không trầm mà lười biếng thì nó là cách khác. Chúng tôi nó đang nói cái trạng thái tâm nó hôn phần, nó rơi vào hôn phần, cái tâm ngủ đó đó à, thì nó là cái tâm nó chỉ là hôn phần, nó làm việc thôi, chứ nó không phải là làm việc bởi động lực thiện ác. Ngay chỗ này kính thưa quý vị, cũng như người ta nói bây giờ đó, ở người ngoài đó, ta nói mày làm ơn làm phước, ta không cần mày làm, mà ta cũng không cần mày quậy, mày cứ ngồi yên đi là ta cũng mô phật, ta chịu rồi. Thì ở đây cái tinh thần Đức Phật nói thà là các ngươi ngủ còn hơn là các ngươi thức mà không có chánh niệm, không có chánh định, không có điều phục. Ở đây hỏi rằng tại sao chúng ta không thể không tạo nghiệp dù ngồi yên một chỗ? Cái chuyện đơn giản ngồi yên một tức là thân không không làm, khẩu không nói, nhưng ý nghiệp vẫn có mặt. Cho nên không thể không có nghiệp dù cho chúng ta ngồi yên một chỗ. Chắc chắn ngồi yên một chỗ, nếu như mà chúng ta không có nhập định, xin lỗi, nhập định thì cũng có thiện nghiệp thôi, nếu chúng ta nói trên thần của vi diệu pháp. Còn nếu như mà không thiện nghiệp thì là ác nghiệp, chỉ ngoài trừ vị A-la-hán, vị thánh tứ đạo tứ quả thì các ngài không còn cái tâm thiện ác nữa. Hoặc là chúng ta ngủ thì kính bạch thần tọa, đây là cái câu trả lời của chính con. Nếu có điều gì cần đúc thúc thì kính bạch thần tọa. Nam mô Bổn Sư. Sao thủ kinh trình sư nguyên đại đức nguyên thông sư nguyên thông, sư nguyên thông sư có mặt ở trước máy không? Nếu sư nguyên thông đang có mặt ở trước máy, xin sư nguyên thông hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Sư nguyên thông có nhiều người nghĩ một điều rằng mình muốn được yên thân thì mình không tiếp xúc với ai, mình không qua lại với ai, thậm chí mình trốn vào rừng sâu thì mình sẽ được yên thân. Nhưng mà như vậy có cách là yên thân không? Hay là cái khổ trong cuộc sống nó không đơn giản chỉ là cái sự đụng chạm tiếp xúc, mà nó còn là do nhiều cái nguyên nhân khác nữa. Xin thỉnh ý kiến của sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ có đáp án cho câu thảo luận số 3. Hỏi rằng tại sao chúng ta không thể yên thân dù trốn vào trong rừng sâu không đụng chạm tới ai? Kính thưa sư phụ và đạo tràng, con nghĩ rằng cái vấn đề mà yên thân hay không yên thân này thì là nó là cái phần của cái tâm của chúng ta, chứ không phải là cái thân của chúng ta. Bởi vì nói yên thân nhưng mà phải cái tâm của mình thì mình mới biết là yên thân, chứ không phải cái tâm của mình mà cái thân của mình không đụng chạm với gì với ai, không gặp ai mà mình không yên thân đâu. Là tại vì cái khổ là do tâm chứ không phải là do cái thân. Vì vậy cho nên cái vấn đề ở đây là cái người hành giả đó, hay là nói rõ ra là chúng ta, hay là những người Phật tử, những người tu Phật, thì phải giữ cái tâm chúng ta rộng rang thanh tịnh. Đức Phật giảng dạy rằng chư ác mặc tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Cái câu tự tịnh kỳ ý thì mới có thể nói là yên thân, chứ không phải là hành động hay là cái gì. Vì vậy cho nên là có câu nhớ có một câu Phật giảng dạy là dầu có lên núi xuống biển, chui vào hoang ta hang đá hay thế nào mà cũng không có tránh khỏi những cái khổ não của chúng ta. Bởi vì cái nghiệp hay cái tâm của chúng ta không có được an ổn đi, bởi vì những cái nghiệp nó đeo đuổi chúng ta.
Vì vậy cho nên cái sự mà an ổn của chúng ta, cái sự rỗng rang thanh tịnh của chúng ta là cái người hành giả đó đã tu luyện được cái tâm được rỗng rang, là vì người hành giả đó đã biết diệt trừ những cái phiền não trong tâm bằng cái tu tập thiền định, để mà có thể chứng những cái quả thiền, hay là chứng những cái sơ nhị tam tứ quả. Chứ còn nếu mà không có cái biện pháp nào khác, hồi nãy sư bá cũng có giảng dạy rằng là cái tâm của chúng ta là đó là cái điều mà vì vướng mắc với trần cảnh bên ngoài, và vì không có được tu tập, không có tu luyện, không có điều phục được cái tâm, cho nên là khi duyên với trần cảnh bên ngoài thì chúng ta bị vướng mắc. Vì vậy cho nên cái vấn đề ở đây là tâm, chứ không phải là vấn đề mà trốn vào rừng sâu không đụng chạm đến ai. Đó là cái sự suy nghĩ của con đối với câu thảo luận số 3 này. Con xin chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe, và con xin thỉnh mời sư phụ Trở Lam Mai để giảng giải thêm những điều mà con nói chưa đúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, xin trình sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, ở một cái cách nói nào đó thì đau khổ nó giống như những cái chứng bệnh ở trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể trị bệnh bằng cách là không để ý đến bệnh. Chúng ta cũng không thể trị bệnh bằng cách là chúng ta nói rằng mình không đi khám bệnh thì đâu có bệnh. Cái chuyện đi khám bệnh thì mới có bệnh. Nhưng mà thật ra thì dù mình đi khám hay không có bệnh, khám thì bệnh thì nó vẫn có như thường. Đồng thời, đối với cái bệnh thì chúng ta cũng không đơn giản là mình nói mình biết bệnh là mình hết bệnh được. Mà dù mình biết bệnh rồi mà phải có cái phương pháp trị liệu và trị liệu đúng mức, đúng cách thì mới hết bệnh được. Và chúng ta cũng không thể nói là khi mình bệnh mình ráng chịu đựng cái khổ của bệnh thì như vậy đó là mình sẽ hết bệnh. Dù là mình có chịu đựng cái khổ mình cũng không hết bệnh được, mà phải có một cái sự hiểu biết và phải có một phương pháp trị liệu thích hợp, và từ đó thì chúng ta mới hết bệnh được. Thì thưa quý vị, ở đây có điều rất là rõ ràng ở trong cuộc sống của mỗi mỗi chúng ta. Đó là ở trong cuộc luân hồi này, thân phận của chúng ta không đơn giản là mình an bài nó một cái thế nào đó, đó thì mình sẽ rảnh rang, không phải như vậy. Và thật ra nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì mỗi sự hiện hữu của chúng sanh đó, nó được tạo nên bởi cái nghiệp của quá khứ. Và trong cái nghiệp của quá khứ đó, thì đúng là vui ít khổ nhiều. Chúng ta tạo ra cái bất thiện nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp. Và trong kiếp hiện tại này đó, nếu chúng ta không có một cái nhìn đủ tốt, trí tuệ không đủ sáng suốt và cái quyết tâm không mạnh mẽ thì chúng ta sẽ bị cái dòng nghiệp lực của quá khứ đưa đẩy, và từ cái khổ đến cái khổ mà thôi. Ông Jack Canfield, một cái nhà học Phật người Mỹ, ông có biết một điều rằng, tại vì ông nói cách này của cái người, ông nói dành cho người Mỹ, thì người Mỹ họ có một cái hệ thống gọi là phi công tự động, gọi là autopilot. Autopilot ở đây tức là một cái hệ thống mà họ để trên máy bay đó. Khi mà bị phi công đó, mà vì lý do gì đó mà chết ở trong buồng lái,
hay là vì lý do gì đó mà không đủ khả năng để điều khiển máy bay đó, thì vị đó có thể chuyển qua cái mode là autopilot. Và autopilot là nó sử dụng những cái máy điện toán, máy computer để hướng dẫn máy bay bay, biết xăng còn bao nhiêu, đến thị trường nào. Và ngay cả autopilot có thể khả năng áp súng một cách tự động ở các cái phi đạo, ở các sân bay. Nhưng mà như vậy là nhiều phần, nhiều người trong chúng ta, và rất thường khi chúng ta buông xuôi, mình giao phó cho autopilot để hướng dẫn cuộc sống của mình. Giống như nàng Kiều, sau khi cố gắng nhiều lần, lần nào cũng thất bại, càng cố gắng thì càng khổ. Dạ. Thì thưa quý vị, nàng Kiều nói tới tâm trạng của mình lúc đó là đánh liều, nhắm mắt đưa chân, thử xem con tàu xây vần về đâu. Nhưng mà rồi cái cách mà phó mặc, cái cách mà buông mình theo cái autopilot như vậy đó, ở trên thực tế nó không phải là cái nhìn của người Phật tử. Bởi vì sao vậy? Chúng ta không có một autopilot thông minh, và chúng ta không thể buông đời sống của chúng ta bằng quán tính. Có nghĩa là tự nó có thể làm hoa tiêu, tự nó có thể hướng dẫn đời sống, đưa đẩy đời sống chỗ tốt đẹp được. Mà Đức Phật dạy chúng ta phải biết phấn đấu và thắp sáng trí tuệ. Nhưng mà nếu có những người mà nghĩ đến cái chuyện mà mình không phó mặc thì bây giờ mình cũng không trả hết nghiệp, thường khi đó là cách nói tự an ủi thôi. Thí dụ một người mà sống gần một người khác mà khổ quá mà không biết làm gì, khổ quá mà không thay đổi. Thí dụ như một nàng dâu ở với nhà chồng, bây giờ cái thân phận của một người con gái còn nhỏ lớn lên sống với chồng rất là khổ, mỗi ngày nước mắt chăn cơm, nhưng mà không thể làm ly dị. Ở cái thời đầu đó là không thể ly dị, không thể bỏ chồng được. Mình lỡ giao thân mình cho một người đàn ông đó rồi bị làm dâu. Thì lúc bây giờ đôi khi chúng ta tự an ủi bằng cách nghĩ rằng mình ráng mình trả hết cái nợ, trả hết cái nghiệp của mình rồi mình sẽ hết. Nhưng mà trên thực tế đó, không ai trong chúng ta có thể trả hết cái nghiệp quá khứ của mình. Hồi nhỏ chúng tôi có thỉnh thoảng có nghe một vài cái câu mà la rầy, nói là mày làm cái chuyện đó mày có bao nhiêu mạng cũng không đền hết. Nhưng mà thực tế là thứ vì như chúng tôi ở miền quê hồi còn nhỏ, có khi một ngày giải giết mấy chục con cá, đi bắt cá thì cấm câu, trắc bương là biết bao nhiêu cá. Mà nếu chỉ cái khoảng đời mà chúng tôi từ 10 tuổi, từ 5 tới 10 tuổi sát sanh, thì có lẽ là mình chết không biết bao nhiêu mạng mình đời cho đủ. Thật ra có nhiều người nghĩ rằng thôi bây giờ thay vì phó mặc cái số mệnh, bây giờ mình chấp nhận đi, chấp nhận trả nợ, đem hết cái mạng sống trả nợ. Thì Đức Phật dạy rằng cái đó cũng có trả nợ hết. Ngay cả tự mình gây khổ cho chính mình, như các vị tu sĩ như Kinh Thá là hành sát. Hành sát để chi? Là hành sát để mình chịu khổ, và chịu khổ để chi? Để trả hết nghiệp quá khứ. Nghiệp quá khứ không trả hết, và không gì trả hết nghiệp quá khứ. Vì vậy khi mà chúng ta học vào trong Thắng Pháp Áp Thiên Thâm thì chúng ta hiểu rằng có những loại tâm nó là tâm quả, có những loại tâm là tâm bất thiện, có những loại tâm là tâm thiện, có những loại tâm là tâm vô ký. Tâm vô ký thì nó không có tạo nhân, nó không là nhân mà không là quả. Mà tâm quả đó, nó là kết quả của quả. Và cái tâm mà gọi là thiện hay bất thiện, nó là nhân. Thì cả ba cái trạng thái tâm này nó trộn lẫn nhau, lẫn nhau trong đời sống của chúng ta. Nó trộn lẫn ở mức độ mà chúng ta không còn phân biệt được. Chúng ta không còn phân biệt được. Khi nào mà một người sống bên Mỹ, nó có cái trường hợp như vậy là khi mình bước vào căn nhà của một người nào đó bình thường đó, thì ở trong căn nhà đó nó có những thứ thuộc về của mình, có những thứ thuộc về nhà băng, có những thứ là phân nửa của mình, phân nửa nhà băng. Tại vì sao? Có nhiều người đó họ sống bằng cách là vay mượn hết. Và họ mua cái tủ lạnh đó 1.000 đồng thì họ trả góp. Thì trong thời gian trả góp đó thì mình cũng có thể nói cái đó là của mình cũng phải, mà cái đó là của nhà băng cũng phải. Cái nhà mình ở về, chiếc xe mình chạy cũng về. Nhưng mà cái cuộc đời nó chỉ là một cái sự hỗn hợp. Và sự hỗn hợp đó nó phức tạp vô cùng. Và nếu mà chúng ta nhìn cái đó một chiều đó,
thì thật ra cái nhìn nó không có thích đáng. Mà cái nhìn không có chân xác á, thì chúng ta không giải quyết được vấn đề. Ví dụ như mình nó bị bệnh mà mình biết không rõ bệnh đó, thì không giải quyết được vấn đề. Hiện nay bây giờ chúng ta đang bị Covid-19 hoành hành đó. Mình muốn giải quyết được Covid-19 mình phải hiểu đó. Mà các bác sĩ nói mình vẫn chưa hiểu được hết Covid-19 thì mình không giải quyết được. Bởi vì khi mình nói đến đau khổ, nó có một cái định lý ắt có và đủ. Đó là đau khổ cũng như bệnh trạng. Mình không thể ngồi yên mà hết bệnh. Mình cũng không thể nào mình chịu khổ mà hết bệnh. Mà mình phải hiểu căn bệnh, hiểu cái nguyên nhân của bệnh, hiểu cái cách trị bệnh và cương quyết áp dụng cách trị bệnh đó thì chúng ta mới hết bệnh được. Thì cái nhìn đó là cái nhìn của đạo Phật, dạ, nhìn đạo Phật không có đơn thuần là mình phó mặc hay là mình chấp nhận hay là mình than thở hoặc giả là mình trách móc, những cách đó nó không giải quyết được gì hết. Do đó cái sự hiểu biết về đau khổ nó phải là sự hiểu biết mang cái tính cách toàn diện. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính thiên chư vị giảng sư đã vào Trung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt các Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con là Nguyên Thông, con xin thay mặt đại chúng trong Trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên con đường tu tập, hồng mong đã đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn chư đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con xin kính chúc tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xin nhờ cô Nhật Quỳnh và cô Lăng Nhật Miệt mở kinh cuối buổi học. Xin cảm ơn. Mangalang rakhan dosa padevatan
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Yeah.